Nga dội mưa tên lửa, tập kích dung chuyển loạt thành phố Ukraine. Xuất hiện video Nga triển khai hệ thống phòng không S-300 tới sân Ukraina Ukraine tuyên bố hạ phi công UAV nguy hiểm nhất của Nga tại Cơ Đơn Kỳ. Hamas có đủ đạn dược để giao tranh với Israel trong nhiều tháng. Mỹ tiến hành không kích trong lãnh thổ Iraq. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế được phát sóng hàng ngày trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu với những diễn biến nóng cập nhật về tình hình chiến sự tại Ukraine. Vào dạng sáng ngày 23 tháng 1, Nga đã phóng 41 tên lửa vào hàng loạt mục tiêu tại Ukraine trong trận tập kích mới nhất, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo quân đội Nga đã phóng 41 tên lửa vào Ukraine trong đêm 22 tháng 1, dạng sáng 23 tháng 1, trong đó 21 quả đã bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ. Trong trận tập kích mới nhất, Nga đã tấn công các thành phố của Ukraine bằng các tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo, tên lửa phòng không dẫn đường, tên lửa không đối đất, cảnh báo không kích vang lên khắp các khu vực ở Ukraine. Theo các quan chức Ukraine, ít nhất 6 người đã thiệt mạng và hơn 50 người bị thương trong các cuộc tấn công ở các tỉnh Kiev, Kharkov, Sumy và Dnepryoske. Giới chức Ukraine xác nhận trận tập kích lần này của Nga nhắm mục tiêu chủ yếu vào hai thành phố lớn nhất của Ukraine là Kiev và Kharkov. Nga gần đây đã triển khai hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa S-300 gần Sankt Petersburg. Động thái này diễn ra sau vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một kho dầu trong khu vực Hãng tin Astra hôm 23 tháng 1 đã đăng tải một đoạn video cho thấy các hệ thống tên lửa phòng không đang được Nga triển khai tại vùng lân cận sanh Theo giới quan sát, quyết định triển khai hệ thống S-300 phản ánh mối lo ngại của Nga về khả năng xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong tương lai nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng tại khu vực này. Được biết trước đó, vào ngày 18 tháng 1, quân đội Nga tuyên bố đã ngăn chặn nỗ lực tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào sanh mà theo truyền thông địa phương là nhắm vào một kho dầu. Được biết, đây là cuộc tấn công đầu tiên bằng máy bay không người lái được ghi nhận tại khu vực này kể từ khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Hôm 21 tháng 1, thống đốc vùng Leningrad của Nga, Alexander Drozhenko thông báo đã xảy ra hỏa hoạn tại cơ sở khí tự nhiên hóa lỏng novatech ở cảng Usluga, ven biển Baltic, cách thành phố Saint Petersburg khoảng 170 km về phía tây. Ukraine nhiều khả năng đã vô hiệu hóa một phi công điều khiển máy bay không người lái UAV của Nga, được mệnh danh là sát thủ diệt thuyền, nguy hiểm nhất tại đầu cầu Kronki. Được biết, với biệt hiệu Moses, phi công UAV này đã tử trận quanh làng Kronki, tỉnh Kherson của Ukraine vào ngày 19 tháng 1. Một số blogger quân sự Nga đưa tin dựa trên lời vợ của người binh sĩ. Với khả năng điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất, Moses đã đánh chìm 31 thuyền Ukraine và loại khỏi vòng chiến đấu khoảng 400 binh sĩ Ukraine gần làng Kronky, từ đó được gọi là sát thủ diệt thuyền nguy hiểm nhất, theo Fox. Sau thời gian truy lùng, đội UAV của Ukraine đã phát hiện nhóm của Moses đang điều khiển máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất từ một tòa nhà tại tỉnh Kherson. Phía Ukraine sau đó phóng UAV tự sát qua cửa trước của tòa nhà này. Vụ nổ gây ra hỏa hoạn thiêu rụi tòa nhà. Các kênh truyền thông mạng xã hội của Nga xác nhận Moses đã thiệt mạng. Gần đây, ngày 15 tháng 1, Ukraine cũng tuyên bố đã vô hiệu hóa hai máy bay quân sự hàng hiếm của Nga trên biển Azov, gồm máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 và máy bay chỉ huy không quân IL-22. Theo đài RT, ngày 23 tháng 1, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg nói rằng, Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu nhận thấy không có mối đe dọa từ Nga đối với bất kỳ thành viên nào. Dù vậy, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng NATO vẫn theo dõi chặt chẽ những gì Nga làm và tăng cường cảnh giác hiện diện ở gần phía đông của Liên minh để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào vào các quốc gia đồng minh. Ông Stoltenberg đưa ra phát ngôn trên trong bối cảnh một số quốc gia, trong đó có Đức và các nước vùng Baltic, bày tỏ sự lo ngại về nguy cơ tấn công tiềm tàng từ Nga. Gần đây, truyền thông Đức đưa tin Berlin đang chuẩn bị cho một kịch bản, trong đó Nga tiến hành một cuộc tấn công công khai vào NATO, sớm nhất là vào mùa hè năm 2025, sau khi giành được chiến thắng lớn ở Ukraine. Hôm 22 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cũng cảnh báo rằng Đức nên sẵn sàng đáp trả một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga, mặc dù hiện tại không có mối đe dọa thực sự nào. Nga lên tiếng bác bỏ bất kỳ tuyên bố cho rằng Moscow có ý định tấn công thành viên NATO, gọi những cáo buộc này là hoàn toàn vô nghĩa. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin lập luận rằng Moscow không có lợi ích địa chính trị, kinh tế hay quân sự khi làm như vậy. Tiếp tục chương trình, xin được chuyển sang một số các tin tức đáng chú ý về tình hình khu vực Trung Đông. Tờ Wall Street Journal của Mỹ dẫn lời cơ quan tình báo nước này ước tính, lực lượng Hamas vẫn còn đủ đạn dược để tiếp tục tấn công Israel và các lực lượng Israel ở giải Gaza trong nhiều tháng. Tờ Wall Street Journal của Mỹ mới đây cho biết, Mỹ ước tính Hamas có tới 30.000 tay súng trước cuộc chiến và 20-30% trong số đó đã bị lực lượng Israel tiêu diệt sau khi giao tranh nổ ra. Theo Wall Street Journal, số tay súng thiệt mạng cho đến nay vẫn chưa bằng mục tiêu mà Israel đề ra, đồng thời cho thấy khả năng chống cự của Hamas. Tờ báo cũng dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Mỹ ước tính khoảng 11.000 tay súng đã bị thương và nhiều người trong số đó sẽ vẫn có thể quay trở lại chiến trường. Ở một bài báo khác, Wall Street Journal cho hay, Mỹ, Ai Cập và Qatar đang thúc đẩy Israel và Hamas tham gia tiến trình ngoại giao theo từng giai đoạn, với mục đích cuối cùng là chấm dứt giao tranh ở giải Gaza. Theo bài báo trên, các bên trung gian đã đề xuất kế hoạch gồm 3 giai đoạn, kéo dài 90 ngày, trong đó sẽ tạm dừng giao tranh trong một số ngày chưa xác định. Mới đây, truyền thông Iran đã công bố video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tập kích tên lửa vào trụ sở tình báo Israel tại Ebin, Iraq. Ít nhất 7 tên lửa rơi xuống một khu vực ở Ebin, gây ra hàng loạt vụ nổ lớn. Tiếng nổ cũng khiến một số dân thường xuất hiện trong đoạn video trên, hốt hoảng tìm nơi trú ẩn. Thông cáo được lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố hồi giữa tháng này viết rằng, vụ tập kích trên được lực lượng này thực hiện nhằm vào nhiều trung tâm gián điệp trực thuộc cơ quan tình báo Mossad của Israel, nằm ở khu vực Kurdistan thuộc miền Bắc Iraq. Ngày 23 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin thông báo, lực lượng nước này đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở của các nhóm vũ trang ở Iraq nhằm phản ứng trước những vụ tấn công nhằm vào quân nhân Mỹ ở cả Iraq và Syria. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Austin cho biết, lực lượng quốc phòng Mỹ đã thực hiện các vụ tấn công cần thiết nhằm vào ba cơ sở của nhóm vũ trang, Kateb, Hezbollah và các nhóm khác ở Iraq, chỉ vài ngày sau khi binh sĩ si Mỹ đồn trú ở miền Tây Iraq bị tấn công bằng tên lửa và rocket. Ông Austin khẳng định Mỹ không có ý định leo thang xung đột trong khu vực nhưng đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện thêm các biện pháp bảo vệ người dân và cơ sở của mình. Trong khi đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ cho biết các vụ tấn công nhằm mục tiêu vào trụ sở chính, nhà kho và các điểm huấn luyện năng lực tấn công rocket, tên lửa và thiết bị bay không người lái một chiều của KTF Hezbollah. Ngày 22 tháng 1, Tòa tối cao Mỹ đã bỏ phiếu cho phép dỡ bỏ các hàng rào thép gai ở biên giới Texas. Với tỷ lệ 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống, tòa tối cao Mỹ đã bãi bỏ phán quyết của tòa cấp dưới trên cơ sở kháng nghị khẩn cấp của Bộ Tư pháp. Trước đó, vào tháng 12 năm 2023, Tòa Phúc Thẩm Liên bang đã ra lệnh cấm chính quyền Tổng thống Biden dỡ bỏ hàng rào thép gai trừ trường hợp cấp cứu y tế. Những hàng rào thép gai được dựng lên tại khu vực biên giới bang Texas, theo sáng kiến của Thống đốc Greg Abbott, người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Ông Abbott chỉ trích chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden cố tình không hành động khi số lượng người nhập cư tràn qua biên giới Mỹ-Mexico trong những tháng gần đây đã lên mức kỷ lục. Bộ Tư pháp Mỹ đã cáo buộc tổng thống bang Texas Greg Abbott cản trở các nhân viên liên bang tiếp cận khu vực biên giới ngay cả trong trường hợp khẩn cấp. Tuy nhiên, chính quyền Texas đã bác bỏ cáo buộc này. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh YouTube Báo điện tử VOV. Xin chào và hẹn gặp lại.